Phòng số 3. Phòng nào? Nè. Qua qua trời tiền. Đúng không? Tiền là tiền của anh Hùng Quân thì em đưa anh làm mượn. Mượn 500 đó. Rồi. Thêm nữa chứ. 500 đâu đủ, mượn 1 triệu. Ừ. Mượn 1 triệu rồi tối nè. Mượn 1 triệu anh hồi lại cho. Ai biết chứ bây giờ. Anh mới nói là tối nay đưa lại. Thì tối nay có đồ để mua mì tôm về pha cho anh em ăn thôi. Tối nay có phòng rồi, em với anh Tứng ở chung có phòng rồi, chiều khác có sẵn rồi. Mua mấy mua 2 gói mì tôm về ai người đủ không? Đúng rồi. Còn có 3 con có đúng 31.000 à. Mến chào quý bà con cô bác cũng như là quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh của nhóm anh em tụi em. Thưa quý vị khán giả, lúc này đụng cháy thuốc rồi. Cái tình hình là mấy anh em sẽ là tiến hành là đi mua đồ để là để trong cái phòng trọ của anh Tuấn. Tình hình là đã là thuê được một cái phòng trọ ở khu vực gần đây cho anh Tuấn. Bây giờ thiếu là chén bát chổi, bếp ga, móc phơi quần áo, cái khóa nhà trọ. Tình hình là chủ trọ cho thuê mà không có cho cái ổ khóa nên là mình phải đi mua cái ổ khóa mới luôn á cả nhà. Rồi sau đây mời quý vị khán giả cùng đồng hành với nhóm anh em cùng anh Tuấn. Đẹp phải ở đây hả? Anh Tuấn ơi, anh Tuấn ơi. Ừ. Y như idol. À, có mua bông hoa coi như thắp phòng trọ mới không? Mua bông ca, mua bông trang, mua bông trang thọ về cho Hà. Rồi xong lâu một chút. Do cái tình hình là chợ nó rộng lớn, với lại buổi chiều quá cả nhà. Mình đi qua đi lại cho nó giãn tay giãn chân nên là rủ anh Tuấn đi bộ để là đi mua đồ. Bên đây anh Tuấn ơi, anh Tuấn ơi, mình đi về mình có nhớ tới thiết khu dân của mình không anh Tuấn? Đó, chị Hà thiết khu dân. Quên đi cho mau dầu. Có mua chiếu đồ không? Có chứ. Vậy? Mua chiếu, mua cái gói nữa chứ. Ê, nồi niêu nè, nồi niêu nè. Ừ, nồi niêu nè. Nói chung là đây là đầy đủ hết á, không có thiếu gì hết á. Chiếu. Thôi, ban đồ chủ ơi. À. Chổi. Một cái chổi. Một cái chổi, mấy cái chén, đũa. Nói chung là đồ dùng sinh hoạt cho một người á anh. Lô này sau, lô này sau. Cho mượn cái mâm đi để đồ vô xuống. Mâm làm gì? Ê, để đồ, lát cộng tiền sau. Khỏi không lộn. Cúng chúng là cúng luôn không? À, không phải. Để dồn lại. Đó, để lại. Dồn rồi. Chén. Cái này nhiêu? Chiếu không anh? Rồi. Dạ. Cái này sao? Chiếu gối. Ok anh cứ lấy đi. Lấy cái này đi. Dạ. Này đúng ra riêng nè. À. À. Cái này vỡ bắt ra riêng. Cái nồi nhôm á anh, cái nồi nhôm mỏng á. Cái đây có định cứu giờ 2 không anh Tuấn? Không không. Sợ quá rồi. Sớm sao? Cứu thêm giờ 2 rồi. Chưa đi. Ê. Tay anh ơi. Không, nó chạy tới đó là ngưng à. Ngưng, anh cứ buông tay ra tự nó ngưng à. Đó, anh buông ra phải ngưng không? Trời ơi, em nhìn là em biết như thế nào rồi. Nắp đâu chủ ơi. Rồi á, mua một cái phích đá. Mua một cái phích nước đá để đi làm. Cái chiếu loại nhỏ thôi anh. Ừ, ok, lấy một cái chiếu đi. À, cái chiếu này bự quá. Không được đó. Được rồi, một cái. Có. Cái đó 1m8 2m là sao? 1m6 2m. Ok. 1m6 2m là ok rồi. Gói. Nói chung là một cái gói nữa. Một gói. Một gói hai gói. Một gói. Nè nè nè. Có ai đâu. Ôi khỏi đi. Anh Tuấn, lấy cái này để có nấu canh gì nấu nè. Ừ, đúng hay rồi. Là nhỏ hơn. Nãy giờ đang tìm nó nè. Rồi chén. Đũa, rồi. Cái nồi cơm điên nhỏ này chứ. Dạ. Cái nhỏ này chứ. À, cứ mua mấy cái lặt vặt trước đi, còn bữa nay chẳng hạn như mình ăn cơm ở ngoài. Ừ, mai tính. Ờ, à, tại biết sao không? Tại vì á trong người còn có
chịu mấy không biết đủ mua. Thì mình cứ mua lặt vặt là đủ. Rồi bếp ga này kia kia nọ nữa. Nói chung là sợ hết tiền hả? Không có sợ, cứ mua cho hết tiền chứ. Sợ không đủ tiền á? Dạ, sợ không đủ tiền đem theo quá mà. Một gói, một chiếu, một... Chén. Chén anh được, chén với đũa. À. Đũa đến 5 cái chén. 5 cái chén, cái tô gì đó. 5 cái chén, cái tô. Chục cái đũa. Rồi, mua chén đi anh, đũa đi. Chén nào đâu? Chén là... Chén thường thôi. Một cái quạt. Đúng rồi, phải mua cái quạt chứ. Không có là không ngủ không? Đúng rồi. Không có quạt, không ngủ đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Nhiều cái, sao đây? 10 ngàn một cái. 10 ngàn một cái. Lấy 5 cái, 50. Lấy 50 luôn. Có đại khách không? Có đại khách ăn không? Con mình một mình thì thêm nhiều. Mua 5 cái đi, ở đây có 4 người rồi. Ừ. Thì coi như bên tôi đến, mày cho bên tôi chén chứ. Chén lẹ qua gió mưa nè. Dĩa, dĩa, dĩa có chiên hụt vịt hay gì đó, cái dĩa cái tô gì đó. Nói chung là em Nam là thương anh Tấn chủ đáo luôn. Lo cho anh Tấn không khác như là vợ hai luôn đấy con. Không, 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 cái này là em Nam chỉ là một cái nhịp cầu nối thôi. Quan trọng là cô chú anh chị Mạnh Thường Quân thương anh Tấn, đặc biệt là anh nuôi sắp, anh sắp. Nuôi chú ba. Nói chung là em Nam sắp chết cho anh Tấn không khác như là một cô vợ. Bây giờ xong vui hết là anh Tấn chỉ có rước bà nào ưng bà nào rước bà đó về nữa thôi à. Lúc này bà Hà mà nghe vậy chắc chị nói không à, không à. Chị Hà ở dưới nói không à. Cẩn thận. Lúc này mà coi như chị Hà thấy vậy cho chị Hà lên ở dưới anh Tấn liền nữa là ngay quá. Không nhưng mà thầy lại đi. Sống như vậy thì có khác như là một gia đình rồi. À dạ. Chỉ cần một người phụ nữ vô nữa là xong rồi chứ có gì đâu. Rồi cái gì ta? Đũa muỗng. Dạ. Đũa với muỗng. À. Đũa muỗng. À. Cái giá một canh nữa. Cho bao em. Một cái đũa giá. Đũa muỗng nằm một đâu cái rồi? Giá một canh. Đũa đây. Đũa muỗng bếp ga. Đi đi, vô anh em. Chút nữa là anh em phải cố gắng nhiệt tình lên, cứ quay nhiệt tình đi, chút cầm đồ về phụ nhiều đồ lắm. Cái thao có giặt đồ nữa chứ. Chứ không lẽ là giặt thao. Thao này là vừa ha. Cỡ thao này vừa ha. Một cái thao. Ê ê. Vui quá mà phấn khích. Chiên ra. Chẳng hạn như mình mua cái chảo không anh Tấn? Thôi cái kia được rồi. Cái kia là cái để nấu canh. Mình chiên cũng, mình lấy ra mình chiên cũng được. Chiên luôn, cái chảo nấu canh cũng chiên trứng được đúng không? Được. Vậy là bữa nào có canh là không ăn trứng được. Ừ. Mình ơn đó mà. Kho đồ ăn uống. Đúng rồi, lấy thêm cái chảo đi. Đúng rồi, thấy đâu. Đúng rồi. Bây giờ có thể muốn tìm vợ hả? Tìm vợ. Có không? Chuẩn bị cưới vợ rồi mà. Chuẩn bị thêm cưới thêm bà nữa. Muốn giá. Dạ, cái mùi á. Ủa cái bếp ga nhiêu cái nha? Trăm rưỡi. Lấy cho em cái loại, có cái loại nào tốt không hay là nó đều giá? Có loại đấy là cái bếp inox này cũng được rồi. Dạ vậy lấy em cái bếp ga đi. Mấy cái cái một rồi với cái giá được rồi canh. Ủa như bếp ga đó là bình ga kèm theo hả anh? Bình sao? À vậy lấy hai cái bình ga luôn. Cái nồi cơm thêm nhỏ kia là bao nhiêu tiền? Nồi nhỏ đó. Nồi 235 ngàn. Cái nồi một người á. 235. Lấy luôn đi. Có gì không thiếu để góc đó đi rồi ngày mai mình lại tính tiền. Chắc đủ rồi. À. Cái nồi mà nấu được tầm còn cả 2 chén ga không? Nồi một chén thôi. Một chén thôi. Mình nồi nhỏ. Một chén, chén rưỡi thôi. Nếu như có bà nào tới nữa là coi như bỏ thêm nửa chén nữa. Là, ô có đi rồi may quá. À. Cúp điện từ chiều giờ nóng được lắm. Đáng giờ luôn đó. Kim cương. Còn cái này 208 được không?
thì cứ lấy đó ra tiếp là tính tiền cho em là cái nồi đó là nấu quá rồi. Nồi này quá chuẩn rồi. Ok, lấy cái nồi đó đi. Nồi đó là nấu ok lắm rồi. Chẳng hạn như hụt tiền thì để lại bớt rồi ngày mai lại lấy ha. Rồi rồi, đồ nào lấy đem ra đi anh Tấn. Với lấy cái quạt nữa đi. Cái quạt này là nhỏ hơn không? Ờ, lấy nhỏ hơn đi. Chứ anh Tấn đâu có bự dữ à. Qua qua coi cái quạt á anh Tấn. Từ từ để đây cho nó lộn đi. Hết xuống đất đi, để hết xuống đất đi. Xem là bên đây những thứ gì, thứ gì. Rồi một cái nồi. Một cái trong kia đang còn cái này Tấn à. Hả? Trong kia đang còn cái chảo nè. Cái này nấu canh, cái kia cái tối tối đi anh là anh hộp màu nào? Hộp cũ cũ thôi, vừa vừa đây sáng quá à. Anh phải làm nổi nổi giống lại mấy chú bên kia nha mới được á. Trong cái bạn đó nhiêu anh được chắc bạn dạ. Rồi cái chảo xong rồi nè, rồi gom ra còn thiếu gì. Gom ra để tính tiền để về tổ ấm mới. Về ngôi nhà. Ủa cái nhà này, cái nồi kia chưa có nắp nè, lấy mấy cái nắp kìa nè. Cái nồi nào? À. Một cái này cần nắp đúng không? Cái chảo đâu có nắp đâu. Cái chảo đâu có nắp. Cái chảo là có nắp. Được rồi. Hả? Bây giờ chị Hà lỡ lên, chị Hà chị lên với anh được không? Anh đồng ý cho chị Hà quay trở lại với anh không? Rồi để cho xong anh đồ đạc như thế này nè, thì anh Tấn phát biểu cảm nghĩ cho bà con cô bác biết và coi như hiện tại bây giờ cái tâm trạng của anh Tấn như thế nào cả. Tâm trạng anh rồi cũng thấy gì quá là hạnh phúc, nghe anh lo về anh là quá toàn quá là chu đáo rồi. Trời cứ qua đường. Qua đường đi anh. Bà không biết chừng trước sau cái kiếp. Chắc kiếp trước mấy em làm nợ anh sau kiếp này thì không phải à, không phải à, cái phần tiền này chú ba mua cho anh à, thì không có mấy em làm sao chú ba biết. Dạ đúng không, người khác mình cùng người khác thì giúp đỡ cho anh. Kiểu là giờ á, kiểu là thứ nhất là giờ anh lên thành phố này à, là kiểu là nó chân ướt chân ráo mà đi ra thuê ở phòng con này, cái tâm trạng mình có hồi hộp, có lo lắng hay là có như thế nào? Nói chung là do thuê phòng trọ, có chỗ ăn, chỗ ở, công việc làm là anh mừng, chứ anh không có lo. Và hạnh phúc. Như ở gần anh em đồ này nữa. Cho ổ phá luôn anh ơi. Ổ phá phá phòng luôn. Lấy cái ổ phá nhỏ nhỏ thôi. Rồi anh định tính là tương lai là mình sẽ tìm một cái công việc gì nào, như thế nào anh... Đúng rồi, chia sẻ bằng mấy xíu rồi. Ngày mai mua chiếc xe đa lại làm cái chân cũng đi, rồi mua cái máy rà sắt đi phế liệu. Cái cao uống nước. Hai cái cao uống nước. Một cái giá để chén với một cái thùng nữa. Thùng tính sao? Một cái thùng để đựng hứng nước tắm nữa. Giờ cận Tết rồi. Đúng rồi. Cố gắng làm hai Tết. Là kiếm cái ca như cái này này anh, cái ca như cái camera đó là được rồi. À cái loại đó đó, ổn định hai cái. Còn Tết nhất tới rồi mình phải tranh thủ rồi thì Tết mình múc nữa. Mình phải giờ em hỏi thiệt anh là giờ trong lòng anh còn nhớ tới chị Hà không? Nói chung không nhớ nữa. Nhưng cái nó sống người vậy thì không nên nhớ. À, để mình cái đó mình phải thoải mái để mình một cái kệ này nè làm để cái tương lai mình sẽ nhớ vẫn được cái lợi gì ly để chén để bán khi mà anh Tấn thấm cái kệ đó là ba cái hả? Không cái kệ một á, cái kệ đơn á thì Hà kiểu gì cũng sẽ lên để tìm đôi à, có tìm kệ bá nhưng mà lấy cái kệ đôi anh quyết định thôi. Tại bà cũng còn nhà cửa, mình không có lợi thuộc, mình không có lợi dụng gì bả, bả lên cũng là bình thường. Trước khi anh đi anh cũng đâu có nhận cái gì, không có lấy cái gì trong nhà bà đâu, với một cái thùng từ mà. Cứ một cái thứ gì thì có bản thân một cái áo với cái quần sọt đúng ra khỏi nhà thôi. Thì bây giờ bà lên bà có tư cách nào, nếu mà bà lên thì mặc bà quá dày
À cái đó là để chén bát hả? À? Đúng rồi, để à, để chén bát, để đũa cho nó gọn gàng sạch sẽ. Cái cao hả? Cái này hả? À. Cái này để tắm à. Rồi mua một cái ca tắm luôn. Ok, cao rồi đỏ. Không có, ca, nó có ca. Mồi sen mà. Có mồi sen không? Có chứ không có. Rồi không có đâu. Cao, cái đó để được cao. Để được gạo đi, còn tắm thì anh tắm rồi từ từ. Không, thôi có cái thao này hướng tắm cũng được, lấy ca đó, ca đó được rồi. Rồi đúng rồi, cái ca đó tắm á. Rồi, tính tiền giùm em. Ngày mai đi anh kiếm đi ra chai thì ba cái thùng bê đựng sơn nước quá trời đó mà. Kiếm gì vậy? À, bây giờ là anh Tuấn anh cũng vui rồi đúng không? Nói chung có những cái thứ là đồ dùng cá nhân. Đúng rồi. Coi như là chú ba đã sắm là... Có lấy. Có. Rồi bây giờ là coi như bên phía bên chủ cửa hàng tính tiền nha quý vị. Rồi bây giờ trong thời gian chờ đợi có cái mền không? Chủ cửa hàng tính tiền. Lấy cái mền nữa. Có những vài điều, những vài câu hỏi các khán giả cũng có bình luận và chia sẻ. Đó là liệu tới đây là anh Tuấn có cưới thêm một bà nữa không? Đó. Chắc cũng khán giả hỏi. Tạm dừng cái chuyện đó sau đi. Đó để sau đi. Là giờ mình... chị Hà ở quê nói không à. Không à. Chị Hà là không cho phép anh Tuấn lấy người mới khi mà chưa có làm đơn ly dị, chị nói vậy đó. Quay luôn, bà quay luôn đó. Quay luôn, có điện lên trên bà quay luôn đó. Bà điện lên trên này nè bà hỏi. Không quen tư cách đó rồi mà làm đơn ly. Không, cái đó thì coi như bọn em không biết, nhưng mà chị nói là coi như nếu như anh mà quen biết bà nào mà lén phén bà nào mà coi như chủ về ở là bà lên bà quay luôn. Về bà là vợ anh ở trên hợp đồng mạng rồi. Hợp đồng thôi, hợp đồng trên mạng. Đấy gọi là hợp đồng điện tử á. Dạ. Phải rồi chính quyền nào giải quyết cho bạn? Ờ, thì em không biết. Bây giờ là em nói thiệt, nếu mà chị Hà chị lên đây gặp anh Tuấn một cái là chị quẩy anh lên lên bờ vai của bà là coi như lên lưng là cỡ vậy luôn á. Lên hợp đồng mang rồi, vợ anh Tuấn rồi. Phải nói rồi, nói cho bà không có đời nào. Nên là giờ á là coi như anh có muốn quen ai á là cũng phải lên lưng. Nói thiệt chứ giờ nếu mà anh muốn quen ai hay là không quen ai cái đó là quyền tự quyết định của anh, của bà không còn cái gì đâu biết. Không còn dính dáng gì với nhau nữa. Nhưng mà bây giờ bà nói là bà cần anh. Chứ bà cần thì bà cần lúc đầu đi, tại sao bây giờ bà mới cần? Giờ hối hận rồi. Bà hối hận cũng đã muộn rồi. Không muộn hả? Ý là em hỏi anh trong quá trình chung sống anh tha thứ cho chị Hà bao nhiêu lần rồi? Nói chung cũng nhiều lắm rồi, bây giờ chịu hết rồi. Nhiều là cỡ khoảng trên 4 lần hay trên 5 lần không? Hay là 3 lần, 2 lần, 1 lần? Chắc từ trong vòng 1 tháng. Trong vòng 1 tháng là bao nhiêu lần? Khoảng anh ước tính thôi. Là ngày nào cũng tha thứ. Ngày nào bà cũng nhảm, ngày nào cũng có tẩy não. Ngày nào là cũng tẩy não anh đúng không ạ? Trong... ý là coi như là đó cũng như là một liều thuốc bổ cho anh mỗi ngày. Đó. Đúng không? Bài học của mình để đời. Mày hỏi anh nè, mà sao anh trang đảm mà chịu đựng tới 2 tháng dữ vậy? Thì... trang đảm quá. Mình cũng chịu đựng nhưng mà... nói chung là đó là thử thách. Nói chung là anh hỏi mình buông rồi. Mình không chịu được cái thử thách đó thì coi như mình buông bỏ. Đúng rồi. À. Đúng không? Là thử thách nhau trong vòng 2 tháng trời. Mà em hỏi anh cái điều tới vậy là tổng không hết ra trong trong vòng 2 tháng đó là mình có lấy lại vốn cho anh Tuấn. Chưa lấy lại cái gì? Chưa lấy lại vốn hả? Đấy là chưa lấy lại vốn luôn. Chưa lấy lại. Vậy là còn lỗ khá nhiều hơn nữa hả? À? Vậy là cái mối tình này nó lỗ quá trời lỗ rồi. Lớn. Vậy là bây giờ là tính đi tính lại là coi như hồi trước là anh em tụi em gặp anh chứ lúc đó được bao nhiêu ký? Tụi khoảng ước lượng á. Cũng hơi mập hơn giờ á. 51 ký. 51 ký. Giờ còn bao nhiêu? Giờ chưa cân. Giờ chưa cân à? Chưa cân hả? Giờ có vẻ mập hơn mà. Mập hơn không? Về đó ăn cua bỉnh. về nhà đại gia cho ăn cua mà. Cua hả? Cua biển. Cua của bả. Cái đó anh nói vậy á. Cái đây anh nói nha. Cái đó bà anh nói có, á. Bả có vuông mà. Hả? Có vuông không? Bà cua của bả mà, cua bả nuôi. Dạ. Có vuông hả? Thì mình nói đúng thôi chứ. Mà vuông bả nuôi bả chưa lấy lại cho người ta thuê rồi. Ừ. À, rồi lấy lại cho ta rồi. Cho người khác thuê rồi hả? Bả chưa lấy lại. À. Cái đó là coi như em thấy là mảnh đất màu mỡ đó anh Tuấn. Thôi màu mỡ luôn. Ai ở nổi anh ở không nổi đâu. Ở không rồi hả? Thì không. Nói chung là giờ dù sao thì mình cũng không ở với nhau nữa.
đúng rồi, thì mình cũng không để cũng là, mình cũng không nên là cái như nói nọ nói kia, đúng rồi. Chứ đây là không phải nói này nói kia, nhưng cái này là mình bức xúc mình phải chia sẻ cho cộng đồng mạng người ta hiểu. Chứ còn nói này nói kia là nói sao? Anh phải nói đúng chứ. Mình cứ nói đúng thôi, nhưng mà nói một lần thôi, chứ mình nói lần thứ hai nữa thì người ta chưa mình ngay. Đúng rồi. Không phải là cái này không phải là dây, cái này là bức xúc còn đấu trong người phải chia sẻ, phải chia sẻ chứ không phải là dây, hiểu không? Kiểu giống như em bây giờ em bức xúc một điều gì em phải nói cho đúng. Đây, đó. Kiểu mà nói nhiều quá rồi người ta là đánh giá mình là. Ủa, chứ bây giờ em hỏi nè, hôm nay là anh hỏi ngày mai tới em ngày muốn lên nam kia gặp ra nữa cũng phải đứng sao đúng không, một cây một người hỏi thì phải trả lời cho đúng chứ. Thôi hành hình ứng hành quá đúng không, ví dụ em lấy ví dụ mà giải thích. Đó chứ quay clip thì cũng có những vài câu nói thì cũng đem một cái tiếng cười, một cái sự hài hước để mà cho cô chú anh chị vậy quay cho cô chú chị. 1.538.000 1.538.000 tổng hết luôn. 1.538.000 quạt nó trăm mấy. Ê, anh Tuấn em là coi cái đây em nói thiệt, hôm nay là ba anh em mà hỏi ngày mai nữa sẽ, ngày mai hoặc ngày mốt là sẽ có người nhân vật khác hỏi anh Tuấn nữa. Cũng vậy nữa, mình bức xúc mình phải chia sẻ đúng không? Đúng không? Thì nó như vậy thì nó là như vậy. Hả? Cái nào thật là thật, là giả là giả. Đúng. Không bao giờ giấu được cái gì. Vậy bớt đi. Vậy bớt đi. Chịu 650 đấy, chịu 6 đi. Là chết luôn à. Rồi, à, giờ giây phút này là coi như là giờ tổng tài sản đi đâu có lên lột kế toán thư ký. Một triệu. 1.650.000 rồi bây giờ 1.650.000 1.1.000 đây là không có đủ đúng không? Nè thì cái bà có nghĩa đây là đây cầm đem mất túi. Ôi nói gì tiền phi đầy phi không, tiền không có đầy. Đây à, giờ là phi cho Nhật Nam vay. Đi quay á, đi quay thì còn có triệu này nè, còn có nhiêu đây thôi. Nè, đi quay có nhiêu đây thì qua trời tiền. Đúng không? Tiền là tiền của anh Hùng Quân thì em đưa anh làm mượn. Mượn 500 đó. Rồi thêm nữa chứ 500 đâu đủ, mượn 1 triệu. Ừ, mượn 1 triệu rồi tối nè mượn em 1 triệu chút anh hồi lại cho ai biết chứ. Bây giờ anh phải nói thì, là tối nay đưa lại thì tối nay có đồ để mua mì tôm về pha thôi anh em ăn thôi. Tối nay có phòng rồi, em với anh Tuấn ở chung có phòng rồi, chị có sẵn rồi, mua 2 gói mì tôm về ai người đủ không à? Đúng rồi, còn có 3 con có đúng 31.000 à. Nào. Quay đi quay có đúng 1.1 triệu mấy chục ngàn nữa anh em khổ rồi thiệt. Đã hôm qua về là Việt Nam anh Tuấn còn trong người chắc khoảng 3 triệu á, rồi đi vòng đường chảo phòng ăn uống xài, chảo phòng nhà trọ, rồi mới nãy là thuê cái phòng là một cọc 1.2 triệu. 1.250.000 1.250.000 1.250.000 em cũng dữ lắm, là cọc 1.2 triệu luôn hả? 1.250.000 1.250.000 vậy là cọc 2 tháng á. Có không. Nghĩa là tới ngày 10 tháng sau á là mình ở bao nhiêu ngàn, đóng bao nhiêu ngàn. Đóng tiền nhà rồi. Bao nhiêu á, mình đóng bao nhiêu. Ừ. Đó, vậy đó. Anh luộc em mình muốn đi là bà trả lại 100 ngàn. Ừ. Rồi, gom đồ rồi, em tướng rồi. Một, là 10 triệu 650 là còn 1.6 triệu đúng không? Giờ 7, là 8 ngàn, cứ 10 triệu 650 là 8 ngàn. Nè, em gửi tiền anh nè. Tổng là 1.700.000 bao nhiêu? 1.708.000 1.708.000 là bớt 50.000. Sao bọn người 58.000. Chưa. Thôi được đồng nào quý đồng đó. Để cho ông sắp vô đi. Lấy mấy tờ, 3 tờ, 4 tờ. 4 tờ. 4 tờ là đủ rồi đó. Trời, dày thì coi như lại ngon. Chiếu, chăn, gối, mền, quạt, bút điện, nồi cơm điện, bếp ga. Bữa nay chưa mua gạo hả đúng không? Chưa. Mày. Là còn tiền có người không tính? Còn 40 anh. Không, vậy là nếu mình tính ra là em còn 31.000, anh còn 40 là anh em mình ăn mì gói được rồi. Chắc là hết. Ok. Vậy còn có 40.000. Ok, anh được. Được rồi. Để ở ngoài để cầm. Rồi tiền game à. Rồi gom hết vô đây rồi à, quý vị. Rồi đưa 2 triệu thôi, rồi 550. Một triệu sáu năm chục.
thối lại coi như 550. Đồ là, ngon. Là, thối là 350 đúng rồi nè. Là anh mượn em thi 1 triệu. 1 triệu. Rồi, bây giờ em trả anh trả 100. Dạ còn 900. Dạ từ đây ngày mai ăn 100 thôi chứ ăn kiểu gì 100. Hồi nãy hết kim răng rồi còn có đúng xuống. Ờ đúng rồi, trả 200 thì một ban còn đủ xăng. Vậy là còn thiếu lại 800. Đúng, 800. Đó, rõ. Chứ xăng thì tới kim đổ rồi. Đó, đó là rõ ràng okay, tình hợp đồng mang á. Em ở nhà đổ hôm qua rồi. Hồi sáng chưa đổ á. Hồi sáng chưa. Không, cái đó hơi đưa đây nè, rồi. Hồi sáng chưa đổ nữa. Thì tao qua tao lại tao như cái máy. Rồi, được rồi, ok. Hết tiền rồi. Anh em giúp đỡ, anh em thương cỡ nào không? Để anh đi, anh đi không á, tới là lấy cái nhiều nhất đi anh đó đúng rồi à, còn thằng Phi xách cái quạt đi em còn anh không chủ anh Tấn rồi đi anh Tấn ơi yeah. Cái này giống bốn thầy trò đi thanh kinh nữa đang đi kinh bốn thầy trò đi thanh kinh nè nói cuộc đời mà có cái gì nó cũng vui vẻ là được sư phụ nha sư phụ này còi quá à bộ trước hả chẳng nghe gì cả có tao mà cái cảnh này sao em thấy quen quen anh Tấn ơi hình như là em có gặp anh Tấn qua cái cảnh này bao giờ rồi á ở nhà quan ở nhà quan đúng không cái cảnh này là quen kia vác cái bao còn này vác đồ còn nghe chưa đâu cái gì á dạ thấy không anh Nam ơi em hỏi thiệt anh có làm gì rút ruột không rồi sao tìm tôi đi lên em ơi, có 1 lít bột mà anh hết triệu, 200 còn 800. Chơi. Mà trong khi đó, anyway em nói nhiều đó. Ủa? Anh cũng trấn lộn luôn luôn. Thì không được rồi. Cái đó là vay mượn đàng hoàng á. Chứ không phải đâu. Trời ơi, trời. Chèn á chèn. Anh em dạy em dạy vô quý vị. Thôi này. Là bốn chai. Nội chai cho không số 3 nha quý vị. Anh em dạy em dạy không á. À, tối nay bây giờ em hết tiền rồi, tối nay em ngủ với anh Tấn đi. Ờ anh Tấn, chút nữa hai anh em đi ăn cơm tiệm đi. Ừ. Em công việc của em chạy gì? Mà không cần, tối nay có nồi, có niêu đó sẵn, mua hai con mì tôm xong với việc gì ăn cơm tiệm. Em đi ăn mì tôm em đó. Cái gì cũng được. Chứ giờ, còn 200 em đổ tao hết 70 rồi. Anh em mày uống cà phê cái nữa là hết rồi. Làm hai gói mì đúng không? Đúng rồi. Bây giờ đưa anh cái mít thôi. Ừ. Rồi mít đây. Rồi. Đi tới. Cứ đi bình thường. Mày ở dưới đâu kìa? Phòng ở đâu? Phòng dưới kìa. Chỗ phơi đồ á. Ở đâu? Chỗ phơi đồ này nè. Ngay đó hả? Ở các bên. Ô. Hello. Hello. Bé dễ thương lắm quý vị. Quá trời quá đất. Nhà trọ đó hả? Cái này. Đâu không? Đằng kia nữa. Đằng kia kìa. Đâu? Tới miếng nữa. Là đúng. Chưa qua quả bài nó trống đúng không? Chỗ chiếc xe nè. Chỗ chiếc xe nè. Không phải, cái hẻm kia. Hẻm này nè. Dưới nữa. Đây hả? Kim ngăn đây nè. Kim ngăn đây mà. Ô. Phòng số 3. Phòng nào? Nè. Ô, phòng. Phòng này ở đây cũng rộng rãi đó chứ. Bật điện lên nha Tấn. Ồ, trời quá hạnh phúc rồi Tấn ơi. Đây là cái tủ ấm mới của anh Tấn nha quý vị. Bị đó trên đây nè. Bị ngủ trên đây nè. Có cái chiếu không? Cũng còn đẹp. Ừ, cũng được. Rồi ngày hôm qua là ở dưới là ẩu thoát là một năm sắm đồ canh rồi nè. Đó. Đá cái con dán kia ra đây em. Nghĩa là ở cái khu vùng trọ này á thì đó mới nãy chủ phòng nói là tay làm ca nên là không có được nó không tính tiếng nó nằm quên
Để đi, cái gì đâu? Mình dọn dẹp đó đi. Ừ. Cái này lá sắp xếp sao? Quá trời đầu luôn. Thì nguyên một gia đình nhà tắm vòi sen đàng hoàng ở đây. Có mình đi làm gì? Thật minh. Hả? Thật minh luôn. Đi, đi. Cái hỏi em để mình đi rồi em. Để mình cá. Đúng là cho mặt. Đúng là em từ rồi dưới là. Chứ từ nay đó là thành rất là vui. Bây giờ còn có nhiều đó thì thấy nhiều đó chứ sao nữa. Thì mượn mà. Không phải đánh lương của cậu. À, gom cái này ra nè. Đưa cái quắt vô trong nhà tắm. Khéo con đá vô cái máy. Khéo con đá vô cái máy đằng sau á phía. Đâu cái đây đây cái chân á. Làm cái chân mà. Rồi. Đây tối đóng cửa ra lên hả anh Tấn vào đây tối đóng cửa ra lên Thành Trung ngủ trà. Tôi nói đồ thôi nói đến trà mà đang nấu ở nhà nấu ấm nước ở nhà cái để cho bố cháy bố mất nồi rồi. Ok thành công gọi cái này đến đây từ từ mình xếp xếp sau yêu cao cấp. Để cái này từ từ ghé cái nhà cái này. Nấu ăn trời nè. Chuyên nghiệp không? Cái cũ nó còn có người ta được nè, quá chuyên nghiệp. Nhớ dư bốn à đây đây tính tính làm đã cuối cùng dư cả nha. Ok chưa? Ok chưa? Ok chưa? Thiết kế chỗ này thì coi như Phi Lát để đây để đâu? Cái này để đây được nè. Để đó, lát sắp đi sao? Là con để ngay kiếm thì điện thoại của em là ngay chỗ em có lắm á. Ok. Nó để đây là đẹp á. Nhắm lên cái ổ điện ngay đây đi. Vip rò bán chú. Còn đây ổng phá đúng không? Cái này. Cái đó ổng phá. Còn gì nữa không ta? Tiếp ra
Nồi niêu anh nghiên cứu à? Rồi gọi cái đó để anh nghiên cứu. Ồ. Thử một phát coi. Có cái chỗ để chén này nè. Rồi có rồi, để chén. Vậy là dư này hả? Ừ. Ừ, cũng sơ ý nè. Đâu, cái này đây rồi mốt để em trà ly tách trà đâu đó để ly tách trà đó. Mà phải rửa sạch sẽ, rửa chứ hết cái này rồi bên đây đi không, cái này em thấy để ngoài hợp lý hơn, ở trong để thùng gạo tùy anh. Còn hai trong này cũng có nhiều khăn. Đi quay mà không có lời mà lỗ nữa ha. Đi quay mà không có lời lại lỗ nữa ha. Lỗ gì em mượn đó hả? Mượn là cái đi mượn mà. Em mượn em trả chứ. Phải trả chứ. Mình phải trả hả? Nhiêu? Mới nãy nợ nhiêu quên rồi, 400. 800. 400. Anh lời còn lời đó. Đấy kiểu nó thôi chứ mình luôn. Giờ đi từ Bình Thuận lên à. Quý vị đi từ Bình Thuận mà lên tới lên chỗ này nó phải 3 tiếng. Rồi. 3 tiếng đồng hồ. Vậy tối nay em ở đây với anh Trung đi. Ờ à, còn tối nay ngủ đây với anh đứng đi. Hai anh em ngủ dưới đây nè. Mua cái nồi nó tặng cho cái này nó là cho mày, không mua hai cái gì ta. Chắc là ở phía mãi mà người ta âm thầm á, nó không nói. Ờ, à, nãy anh lấy con cái kia rồi, nó lùi ra cái này nó vậy. Rồi, vậy đi, chỉnh cái máy xuống đây nè Pi, rồi anh em nói chuyện với nhau chứ. Vậy đi. Nước đây hiện lát qua ông Trung lát nữa qua ông Trung lấy đá về nè, có anh em uống à. Bây giờ bây giờ về nha quý vị khán giả. Thì cái tình hình quý vị khán giả cũng thấy rồi đó, hiện tại là thuê được trên tính các phòng trọ thì cái việc thuê thì nói chung nó cũng khá là vất vả, nhưng mà nhìn chung là ok rồi. Cái vấn đề thứ hai là đồ đạc nội thất trong sinh hoạt cá nhân của anh Tuấn thì cũng trọn vẹn rồi. Bây giờ cái tình hình tiếp theo như thế nào đó thì cũng chưa biết được, nhưng mà cũng là cố gắng hết sức để là giúp được anh Tuấn phần nào đó, thì anh em tụi em sẽ cố gắng hết sức là giúp anh Tuấn. Bên cạnh đó thì anh Tuấn thấy có là thiếu thốn hay như thế nào chưa? Không. Giờ này thấy cũng ổn định rồi. Giờ lo cuộc sống thôi. Dạ. Nói chung mà có thiếu cái cờ men để mà dỡ cơm đi ăn hay không? Có cờ cờ men, thiếu cờ men đúng không? Còn thiếu một cái đó thì từ từ mua sao cũng được, không sao. Tại vì khi anh đi đó, khá xa á thì có dở cơm nên thì dở, còn sợ lúc đó không có tiền không. Nói chung là biết sao không phải. Là bây giờ cơ bản thôi, nhưng mà cơ bản là cái này là cái này là cái này, cái này cũng trong sức khỏe trong cái này là quá ok, cũng dạ. Có như những người khác cũng có được vậy. Rồi tổng từ chiều tới giờ nè. Tổng từ chiều tới giờ là 1.250.000 tiền phòng. Đúng rồi. Rồi cái tiền mua đồ mới nãy nhiêu ta? 1.650.000 là nó rơi vô nhiêu rồi ta? 2.850.000 phải không? 1.650.000 với 1.250.000 2.900.000 tính thì chắc chết anh luôn. Ủa chứ anh một tiền em 800, lớn đâu bạn nói còn 400 thì là đủ rồi. Là 3 triệu mấy ta? 1.250.000 à. Với 1.650.000 thì em tính đúng rồi, là mình tính tiền thôi. 2.850.000 vậy em anh nói sao là chiều giờ tổng cộng là 2.900.000 2.900.000 và cái phần tiền 2.900.000 này là của anh chú ba và em đưa anh 200 để bọc mình nữa. Vậy là 3 triệu rồi. 3.1 2.900.000 3.1 là 3.1 là cái phần tiền này là của chú ba hỗ trợ anh Tuấn cho cái buổi đầu tiên chiếm được cái căn phòng trọ như thế này. Và bên cạnh đó thì bên phía là Việt Nam TV và nhóm anh em
Quỳnh Phi TV, Thành Trung TV cũng chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả vì đã ủng hộ và đồng hành cùng với anh Tuấn cũng như là những anh em trong cái chương trình của kênh. Bên cạnh đó thì không thiếu lời cảm ơn tới quý Mạnh Thường Quân, đặc biệt là chú Ba đã hỗ trợ cho anh Tuấn rất là nhiều. Bên cạnh đó thì anh Tuấn có muốn nói gì không? Đầu tiên thì trước hết là anh cảm ơn mấy em rất là nhiều và để giúp đỡ nhờ mấy em mà các Mạnh Thường Quân và anh Ba rồi mới biết hoàn cảnh anh như thế này thì mới giúp đỡ được cho anh đó. Thì trước hết là anh cảm ơn ba mấy anh em rất là nhiều. Thì cái gì đó là anh rất là cảm ơn anh Ba và các Mạnh Thường Quân khác đã giúp cho anh để có một cuộc sống cho nó ổn định đó. Dạ. Rồi để là làm cuộc sống mới, tại vì cái lần đầu tiên thì lúc mà ở Bà Hà thì nó bị trục trặc rồi mà anh Ba rồi các em rồi cũng không bỏ anh để anh tiếp tục để mà vươn lên. Thì anh muốn nói sao thiệt, hiện tại anh rất là hạnh phúc và anh rất là cảm ơn các Mạnh Thường Quân cả em rất là nhiều. Dạ, bây giờ đó, cái câu chuyện về cái hành trình tới đây, về cái công ăn việc làm của anh Tuấn là một cái hành trình dài phía trước. Và Nhiệt Nam TV cùng mấy anh em luôn mong muốn quý vị khán giả đồng hành để coi cái cuộc sống của anh Tuấn sẽ quay trở lại từ ngôi nhà hoang, từ cái vấp ngã của cuộc sống để quay lại thành một cái con người đường đều hoàng nó như thế nào. Thì rất là mong quý vị khán giả cùng đồng hành. Bên cạnh đó thì cái lời cảm ơn của anh Tuấn là một cái điều rất là tốt, nhưng mà nó phải đi đôi với cái việc làm của anh. Đúng rồi. Như là một cái sợi dây để là giữa anh và cộng đồng kết nối với nhau. Anh phải cố gắng hết sức để là vực dậy cái bản thân của mình. Thì từ đó cộng đồng mạng, bà con, cô bác, quý Mạnh Thường Quân rất là vui. Như anh cũng cố gắng anh làm, như hồi bữa đầu tiên mà ra khỏi nhà Hà đó. Dạ. Thì anh cũng đã nói với em là anh sẽ làm sao để cho các cái đồng, những cái số tiền của các Mạnh Thường Quân thương anh mà không để cho nó mất đi vô cái ý nghĩa. Anh sẽ làm các Mạnh Thường Quân không, anh nếu anh có rồi các Mạnh Thường Quân không thu lại thì anh em và các anh em trong YouTube sẽ đi một chuyến hành trình để coi giúp đỡ lại những người nghèo như anh. À dạ. Đó là khi mà anh đã là vượt lên được cái số phận. Đúng rồi. Anh sẽ làm được. Anh sẽ làm được. Anh nói được anh làm được. Cũng như là lần đầu tiên anh bỏ rượu là anh bỏ rượu, mà anh một khi anh nói không sống với người ta là anh quyết định ra đi là quyết định ra đi. Người ta anh nói một lần một tiếng một chứ không nói lần thứ hai. Dạ. Và thưa quý vị khán giả, cái chương trình ngày hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Và liệu có cái điều gì bất ngờ tiếp theo về cộng đồng dành cho anh Tuấn hay không? Thì quý vị khán giả hãy theo dõi tiếp tục cái chương trình trên nhóm kênh của anh em, tụi em nha thưa quý vị khán giả. Gồm là Nhiệt Nam TV, Thành Trung TV và Quỳnh Phi TV. Một lần nữa cho phép anh em tụi em gửi lời chào trân trọng và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp. Quý cô chú anh chị hãy đăng ký kênh anh em tụi em nhé. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chào quý vị ạ. Rồi, ok.